Cùng với nhiều địa phương khác, hiện nay tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn Đà Nẵng có dấu hiệu gia tăng. Để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát diện rộng, ngành y tế thành phố và các địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống. Những ngày gần đây, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà thu dung điều trị nhiều trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Trong 10 đến 15 bệnh nhân sốt xuất huyết vào viện mỗi ngày thì đã có nhiều trường hợp là trẻ nhỏ từ 10 đến 12 tuổi với dấu hiệu bệnh rõ rệt, cơ thể xuất hiện nhiều ban đỏ. Khuyến cáo bà mẹ khi mà có con sốt xuất huyết thì cần phải phát hiện sớm và đem trẻ đi khám. Bắt đầu trẻ sốt xuất huyết thì nó nặng lên ở ngày thứ tư là bắt đầu nó nặng lên và người ta sẽ làm những cái test sốt xuất huyết để khẳng định. Không gia tăng mạnh như sốt xuất huyết, nhưng thời gian gần đây, số ca bệnh tay chân miệng cũng đã bắt đầu tăng lên. Mặc dù chưa có dấu hiệu bùng phát mạnh, nhưng ngành y tế khuyến cáo các địa phương, cơ sở giáo dục, gia đình cần chủ động chăm sóc, bảo vệ con em mình. Khi mà nhà trường có cái ca dịch bệnh tay chân miệng xảy ra thì nhà trường báo ngay với trạm y tế phường Hòa Khánh Nam để có cái biện pháp can thiệp kịp thời. Còn đối với lớp thì có cái trẻ mà bị nhiễm bệnh tay chân miệng thì nhà trường sẽ tiến hành khử khuẩn, lau chùi các phòng học và khử khuẩn tất cả đồ chơi để cho các em mà không bị nhiễm bệnh đó được an toàn khi ở lớp học đó. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái, với khoảng 1.400 ca bệnh. Trong khi đó, số ca bệnh tay chân miệng khoảng 400 trường hợp. Các biện pháp phòng chống nhằm ngăn chặn dịch lây lan và bùng phát diện rộng đã được ngành y tế triển khai quyết liệt. Tổng hợp các biện pháp đó về mặt hành chính cũng như là về mặt truyền thông cũng như là cái triển khai trong thực tế, kể cả về vấn đề xử lý bằng hóa chất, thì như vậy thì có thể chúng ta về tạm thời là sẽ tránh được cái vấn đề mà lây lan dịch, đặc biệt là sốt xuất huyết ở trên cái diện rộng. Còn đối với cái bệnh tay chân miệng thì tất nhiên thì cái sự gia tăng thì nó ảnh hưởng nhiều đối với những cái nhóm tuổi, đặc biệt là dưới 5 tuổi hoặc là dưới 3 tuổi, tức là cái nhóm tuổi ở nhà trẻ và mẫu giáo. Thì cái này thì chúng tôi cũng chuyển cái thông tin về cho các cái đơn vị ở trạm y tế cũng như là các trung tâm y tế. Thì khi có sự xuất hiện các ổ dịch của tay chân miệng thì người ta sẽ xuống trực tiếp làm việc với lại chỗ các cái nhà trường hoặc là các cái nhóm trẻ, thì trên cơ sở đó sẽ hướng dẫn về cách xử lý các cái ổ dịch của tay chân miệng. Cũng như nhiều dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác, ngành y tế đề nghị mỗi người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống để góp phần ngăn chặn dịch sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng bùng phát.